Giới tiên tri nhận định tuổi Giáp Tuất sinh năm 1994 trong tháng 2 năm 2022 đến thời thoát khổ, giàu đất đố đổ vách. Chào mừng quý vị và các bạn đang đến với Phong thủy Gia Cát. Thay mặt cho thầy Gia Cát cùng với những người thực hiện chương trình này, Diễm Quỳnh xin mến chúc tất cả quý vị gặp vạn sự lành, tấn tài tấn lộc, vạn sự hanh thông. Quý vị thân mến, trong cuộc đua của 12 con giáp thì con Tuất là con vật đại diện cho sức mạnh cả về thể chất lẫn tinh thần. Bởi vậy, những người tuổi Giáp Tuất đã có lối sống tự lập, trưởng thành sớm và có tính cách mạnh mẽ, kiên cường vô cùng. Người tuổi này có nhiều ước mơ, hoài bão và ý chí lớn, không ngại khó khăn, nguy hiểm. Về sau thì những người này đều có được những thành tựu rất lớn trong sự nghiệp của mình. Tử vi tháng 2 âm lịch năm 2022 nhâm dần của 12 con giáp có những luận cứ cho thấy tuổi Giáp Tuất có vận trình hung cát đan xen. Nhưng nếu chỉ cố gắng và nỗ lực hơn một chút nữa thôi thì cần phải nắm bắt được vận mệnh của mình thì chắc chắn những gia chủ tuổi Giáp Tuất trong năm 2022 nhâm dần này sẽ phất lên như diều gặp gió. Và hơn nữa, tuổi Giáp Tuất lại còn được cục diện tam hợp với thái tuế của năm. Nên trong năm 2022 nhâm dần thì những gia chủ tuổi Giáp Tuất sẽ có được sự tương trợ từ quý thần và từ đó vận trình công danh được hanh thông, con đường tài lộc cứ vậy mà rộng mở vô cùng. Vậy thì để cho quý vị có thể nắm bắt được rõ vận trình của những gia chủ tuổi Giáp Tuất sinh năm 1994 trong tháng 2 âm lịch, xin mời tất cả quý vị chúng ta hãy cùng theo dõi bài luận giải chi tiết ngay sau đây được phát sóng trên kênh Phong thủy Gia Cát. Sau đây là phần tổng quan của các gia chủ tuổi Giáp Tuất sinh năm 1994 trong tháng 2 âm lịch năm 2022. Tính cách của người tuổi Giáp Tuất mệnh Sơn Đầu Hòa khá nhu hòa, lương thiện. Họ là người biết thông cảm và thấu hiểu cho người khác, cũng rất nhiệt tình với bạn bè. Chỉ cần bạn bè gặp khó khăn là họ sẵn sàng đưa tay cứu giúp. Tuy nhiên, con giáp này lại luôn đặt mình vào vị trí của người khác để suy nghĩ, nên họ không có những hành động sỗ sàng mà thường cân nhắc để tìm thời cơ thích hợp nhất, dùng phương thức hài hòa nhất để đưa ra sự hỗ trợ cho đối phương. Con giáp này cực kỳ trung thành, thông minh và giỏi chịu đựng. Hầu hết người tuổi Giáp Tuất đều nhận được rất nhiều sự quan tâm và yêu thích, nhưng bản chất của những người này lại khá nóng nảy và cứng đầu mà họ cần tiết chế để thăng tiến trong sự nghiệp. Những người tuổi Giáp Tuất làm bất cứ điều gì cũng đều đạt được những thành tựu nhất định. Xem tử vi tháng Quý Mão năm 2022 cho gia chủ tuổi Giáp Tuất trên phương diện sự nghiệp, dù bản mệnh không đạt được bước thăng tiến gì quá lớn trong sự nghiệp, nhưng cũng không gặp quá nhiều khó khăn. Chỉ cần bản mệnh tập trung vào nhiệm vụ của mình thì công việc vẫn có thể tiến triển ổn định. Phương diện tài lộc của bản mệnh có dấu hiệu nhích nhẹ, đặc biệt là trong các khoản thu phụ. Bản mệnh chăm chỉ làm thêm thì ắt được trả một mức lương xứng đáng. Trên phương diện tình cảm, người độc thân có cơ hội gặp được nửa kia phù hợp. Bạn nên quan tâm nhiều hơn đến hình thức của mình, như vậy có thể dễ dàng thu hút ánh mắt của người khác giới. Người đã lập gia đình cũng cần phải chú ý giữ gìn khoảng cách với người ngoài, chớ để chuyện thị phi gây tác động xấu đến quan hệ vợ chồng. Xét về thiên can, giáp dương mộc gặp quý âm thủy nên gọi là thương quan, nghĩa là bản thân bị khắc chế. Đối với các gia chủ tuổi Giáp Tuất trong tháng này cần phải cẩn trọng hết sức các mối quan hệ xung quanh mình, tránh vì những mâu thuẫn nhỏ mà xảy ra xung đột không đáng có. Khi gặp vấn đề cần phải giữ bình tĩnh để đưa ra phương án hợp lý, tránh gặp phải những thị phi không cần thiết và làm phật lòng những người xung quanh mình. Thứ nhất, về sự nghiệp quan vận, người tuổi Giáp Tuất có một tháng mới đầy triển vọng. Bạn còn trẻ tuổi nên luôn cố gắng thể hiện quan điểm của bản thân mình, gây ấn tượng khá tốt đẹp với lãnh đạo và có thể là cả quý nhân. Người làm trong lĩnh vực sáng tạo hoặc chấp pháp có nhiều cơ hội phát triển trong năm nay. Bạn có thể đưa ra những quan điểm mới mẻ và ấn tượng, giúp tập thể có những bước tiến nhanh chóng trong sự nghiệp. Thêm vào đó, bạn nhận được sự quan tâm dìu dắt của cấp trên cũng như những người có kinh nghiệm, nên nhanh chóng học hỏi được những điều hữu ích, phát huy tác dụng lớn lao trên con đường thăng tiến tương lai. Vì vẫn còn trẻ, chưa va chạm nhiều nên bản mệnh có nhiều điều cần phải học hỏi. Tốt nhất, hãy giữ thái độ khiêm tốn lắng nghe, tránh tình trạng ngựa non háo đá, chống đối người có vị trí cao hơn. Thời điểm này, bạn có một vài cơ hội để thể hiện bản thân, gây ấn tượng với cấp trên. Vì thế, hãy mạnh dạn bày tỏ ý kiến, quan điểm của mình. Năm nhâm dần 2022, Thái Tuế là Hạ Ngạc Đại Tướng Quân,
dưới chân của đại tướng quân có một con hổ. Để cho vận trình sức khỏe và gia đạo được hanh thông thuận lợi, thầy Gia Cát khuyên quý gia chủ hãy luôn mang theo bên mình một kim bài thái tuế để nghênh đón thái tuế mang lại may mắn bình an. Đặc biệt, kim bài thái tuế của phong thủy lộc tài được thầy Gia Cát trực tiếp khai quang trì chú và xem ngày sử dụng cho quý gia chủ tuổi Giáp Tuất để có thể mang lại tác dụng phong thủy tốt nhất hiện nay. Vậy nên gia chủ hoàn toàn yên tâm khi sử dụng kim bài thái tuế của thầy. Thứ hai, về mặt tài lộc và tiền bạc. Theo phong thủy lộc tài, tình hình tài chính của bản mệnh khá ổn định. Một vài người có biểu hiện xuất sắc trong sự nghiệp sẽ có cơ hội được thăng chức, tăng lương, cải thiện chất lượng cuộc sống. Với những người có ý định đầu tư kinh doanh, năm nay thì bạn cũng nên cân nhắc kỹ càng, học hỏi những người giàu kinh nghiệm hơn, không nên nghe theo những lời rủ rê lôi kéo của những người không đáng tin cậy. Để tiếp tục cải thiện vận may trong tài lộc, thầy Gia Cát khuyên quý gia chủ hãy luôn mang theo bên mình một vòng tay tam hợp quý nhân Dần, Ngọ, Tuất giúp hóa giải xung sát, chiêu mời quý nhân, quý thần tương trợ, dùng để hóa giải thị phi, tiểu nhân hãm hại. Khi những điều xấu không còn, điều tốt đẹp sẽ đến với bạn, mà từ đó tài lộc kéo đến ầm ầm, may mắn không gì bằng. Đặc biệt, vòng tam hợp quý nhân cũng được thầy Gia Cát trực tiếp khai quang, trì chú và xem ngày sử dụng cho quý gia chủ để có thể mang lại công năng phong thủy tốt nhất. Thứ ba, về mặt sức khỏe. Tuổi trẻ nên gần như không gặp những vấn đề nghiêm trọng liên quan tới sức khỏe, tuy nhiên cũng cần phải chăm chỉ rèn luyện, giữ gìn thân thể mình, tránh sinh hoạt thiếu điều độ, ăn quá nhiều thức ăn vặt hoặc đồ chiên xào, nếu không thì sẽ dẫn đến các bệnh dạ dày hoặc suy giảm sức đề kháng. Ngoài ra, trong tháng này cần phải hạn chế tới những nơi đèo cao, vực sâu, nhiều âm khí, kẻo dễ gặp tai ương bất ngờ. Người tuổi Giáp Tuất còn trẻ thường bị cuốn vào công việc, tình yêu mà quên mất việc chăm sóc bản thân. Thời gian này bạn nên có một chế độ nghỉ ngơi, ăn uống luyện tập nghiêm túc với chính mình. Ngừng ngay suy nghĩ còn trẻ, còn khỏe mà bỏ bê bản thân. Những gì bạn cần làm là cắt giảm thức khuya có thể gây ra thiệt hại không thể phục hồi cho cơ thể của bạn. Ngoài ra bạn cũng cần phải cân bằng giữa công việc và nghỉ ngơi và giữ chế độ ăn uống hợp lý cũng như là luyện tập thường xuyên. Các quý gia chủ tuổi Giáp Tuất hãy luôn mang theo bên mình một pháp khí phong thủy Bát Bảo Tâm Kinh. Đây chính là vật phẩm phong thủy có tác dụng kỵ tà hóa sát, đem lại may mắn, bình an và sức khỏe cho gia chủ. Để vật phẩm có thể phát huy được tác dụng tốt nhất, thầy Gia Cát sẽ khai quang trì chú và xem ngày giờ sử dụng vật phẩm theo tuổi của gia chủ tuổi Giáp Tuất. Thứ tư, về mặt tình cảm gia đạo. Tháng này, các mối quan hệ xã giao của bản mệnh phát triển khá tốt đẹp. Nếu tích cực tham gia vào các buổi giao lưu, tụ tập bạn bè, bạn hoàn toàn có thể sớm tìm được người phù hợp với mình. Năm mệnh không nên rụt rè trong việc chủ động làm quen với bạn khác phái. Nếu có thiện cảm với ai, hãy tiến đến gần để tiếp xúc và hiểu hơn về đối phương, đừng chờ đợi người ta chủ động liên lạc với mình. Mối quan hệ giữa bạn với người lớn trong nhà nói chung hòa hợp, bạn cần lắng nghe lời khuyên của những người đi trước nhiều hơn, nhất là trong những vấn đề mình còn chưa rõ. Người đã lập gia đình về cơ bản vẫn giữ được bầu không khí hòa hợp trong nhà đôi bên, vẫn còn đang ở trong quá trình dung hòa và thích ứng với một trang mới trong cuộc sống. Tổng quan tháng 2 âm lịch năm 2022, tháng Quý Mão, năm Nhâm Dần. Tháng 2 âm lịch được bắt đầu từ ngày âm lịch từ 1 tháng 2 năm 2022 và kết thúc vào ngày 29 tháng 2 năm 2022, tức ngày 3 tháng 3 năm 2022 đến 31 tháng 3 năm 2022 dương lịch. Tháng 2 Quý Mão có nạp âm là Kim Bạc Kim, tháng Mão lục hợp Tuất, tam hợp Mùi và hợi thành Mộc Cục, xung Dậu, Hình Tý, hại Thìn, phá Ngọ và tuyệt Thân. Đối với người tuổi Giáp Tuất trong tháng 2 âm lịch này sẽ cần phải tránh các ngày. Ngày âm lịch ngày 2 tháng 2 năm 2022, tức ngày 4 tháng 3 năm 2022 dương lịch có nạp giáp là Bính Thìn, có nạp âm là Sa Trung Thổ. Ngày âm lịch ngày 14 tháng 2 năm 2022, tức ngày 16 tháng 3 năm 2022 dương lịch có nạp giáp là Mậu Thìn, có nạp âm là Đại Lâm Mộc. Ngày âm lịch ngày 26 tháng 2 năm 2022, tức ngày 28 tháng 3 năm 2022 dương lịch có nạp giáp là Canh Thìn, có nạp âm là Bạch Lạc Kim. Đây chính là 3 ngày không được cắt lành khi tính theo tuổi của các mệnh chủ tuổi Giáp Tuất. Trong những ngày này, mệnh chủ cần phải hết sức chú ý và tốt nhất là không nên thực hiện những công việc quan trọng.
lời khuyên từ các chuyên gia phong thủy cho bản mệnh là nên chú ý tới sức khỏe nhiều hơn, chi tiêu tiền của vào những việc cần thiết, không nên vung tay quá chán. Các ngày tốt đối với người tuổi Giáp Tuất trong tháng 2 âm lịch năm Nhâm Dần 2022. Ngày âm lịch, ngày 1 tháng 2 năm 2022, tức ngày 3 tháng 3 năm 2022 dương lịch, có nạp giáp là Ất Mão, có nạp âm là Đại Khê Thủy. Ngày âm lịch, ngày 13 tháng 2 năm 2022, tức ngày 15 tháng 3 năm 2022 dương lịch, có nạp giáp là Đinh Mão, có nạp âm là Lô Trung Hỏa. Ngày âm lịch, ngày 25 tháng 2 năm 2022, tức ngày 27 tháng 3 năm 2022 dương lịch, có nạp giáp là Kỷ Mão, có nạp âm là Thành Đầu Thổ. Đây chính là 3 ngày cắt lành trong tháng để các gia chủ tiến hành các công việc liên quan đến xuất hành hay tiến hành những công việc quan trọng sẽ dễ có kết quả cao, hoặc những vấn đề nhỏ trong gia đình bạn tiến hành đều hết sức thuận lợi. Ngoài ra, việc lựa chọn ngày tốt cũng cần phải phù hợp với tuổi của gia chủ trong những công việc như tiến hành động thổ, ngày giờ mua xe mới, ngày giờ cưới hỏi. Để chọn được ngày giờ đẹp phú long tương chủ, ngày giờ tài lộc của gia chủ, anh chị và các bạn hãy để lại thông tin dưới phần bình luận theo mẫu, họ tên cộng ngày tháng năm sinh cộng số điện thoại, hoặc anh chị có thể liên hệ trực tiếp đến số hotline hiển thị trên màn hình để được tư vấn hoàn toàn miễn phí. Thưa quý vị, vậy là chúng ta đã cùng nhau phân tích xong về phần luận giải lá số tử vi cho tuổi Giáp Tuất sinh năm 1994 trong tháng 2 âm lịch. Và chắc hẳn là quý vị cũng biết được là mình cần phải làm gì cho tương lai, đúng không ạ? Thông qua chương trình ngày hôm nay thì chúng tôi cũng luôn mong muốn rằng quý vị hãy áp dụng những kiến thức mà Phong Thủy Gia Cát chia sẻ vào trong cuộc sống hàng ngày của mình để có thể thay đổi vận mệnh của mình trở nên ngày một tốt hơn. Cảm ơn tất cả quý vị đã quan tâm theo dõi và luôn đồng hành cùng với chúng tôi trong suốt thời gian vừa qua. Còn bây giờ thì xin mến chào và hẹn gặp lại tất cả quý vị trong những nội dung được phát sóng tiếp theo trên kênh Phong Thủy Gia Cát.